Trần Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối và trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức cập nhật chiều ngày hôm nay Vẫn nhắc lại quý vị về cái uh, Phượng Mai Official Channel Đã có những chương trình phỏng vấn với các anh chị em nghệ sĩ Trong đó uh, mới nhất là nghệ sĩ hát bội Ngọc Khanh uh, Với sự khó khăn của ngành hát bội ngày hôm nay tại Việt Nam Bên cạnh đó thì cũng có những cuộc phỏng vấn khác với sử gia Phạm Trần Anh uh, nữ danh ca Thanh Lan cuốn hồi ký bảo tố cuộc đời Hay là đoàn Pháp Luân Công nói về đoàn nghệ thuật Sen jun tất cả những cuộc phỏng vấn này đã có ở trên phượng mai official mong là quý vị vẫn tiếp tục qua bên đó xem hỗ trợ cho phượng mai official cùng với anh chị em nghệ sĩ để họ có tinh thần có thêm những tác phẩm những sản phẩm mới để cống hiến cho quý vị mong quý vị qua đó xem nhất là cuộc phỏng vấn với nữ nghệ sĩ hát bội ngọc khanh một trong những cái đề tài được xem là khá quan tâm của chúng ta về văn hóa của dân tộc đang bị xói mòn đó là cái thông báo của phong và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Liên hiệp Âu Châu đang tranh đấu làm cách nào cắt giảm sự lệ thuộc vào nguồn khí đốt từ phía Nga. Tin từ Brussels cho biết là Liên hiệp Âu Châu à, trong ngày thứ hai đang cố gắng à, nỗ lực để tìm một bản đồng thuận của họ làm thế nào để có thể à, toàn bộ cái khối này có thể à, giảm bớt hoặc cắt bỏ cái nguồn khí đốt lệ thuộc từ phía Nga. À, trong đó thì à, có rất nhiều đường hướng tuy nhiên à, việc mà thị trường tiêu thụ của Âu Châu vẫn là niềm à, quan tâm của họ à, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã à, vũ khí hóa cái nguồn khí đốt xuất cảng để áp lực cái à, liên hiệp này là phải giảm tất cả những lệnh cấm vận trong cuộc chiến tại Ukraine và trong đó gần như đã biến thành một thứ vũ khí chính trị của ông ta trong khi đó thì à, trong phiên họp về cái khẩn cấp của năng lượng thảo luận về cái dự tính mà phía Liên hiệp Âu châu à, giảm đi khoảng 15% à, nguồn khí đốt từ Nga trong vòng vài tháng tới, các đặc sứ tại Âu châu đã bị à, đã cố gắng tìm cách phá vỡ những cái à, khó khăn và tìm cách thỏa thuận để giữ 27 quốc gia này vẫn tiếp tục có được cái à, nguồn gọi là cung cấp về khí đốt mà không lệ thuộc vào Nga. Tuy nhiên cuộc à, à, họp này ngày hôm nay đã gần gần như là bế tắc và nó sẽ kéo dài cho tối ngày mai thứ ba ở à đây được xem là một trong những cái công việc mà tiến trình đang diễn ra một viên chức ngoại giao đã lên tiếng và xin được giấu tên trong khi đó thì à, tổ chức liên hiệp âu châu đang tìm đủ mọi cách để mà thoát dần cái sự lệ thuộc rất nặng nề vào nguồn khí đốt của nga nếu như nga mà cắt bỏ tất cả nguồn khí đốt trong mùa đông sắp tới và các quốc gia có nền kinh tế lội lệ thuộc đã đặc biệt là Đức là cái quốc gia đã lệ thuộc khá nhiều với 40% khí đốt của Nga tuy nhiên một số quốc gia khác trong liên hiệp âu châu gồm có tây ban nha và bồ đào nha thì lại có cái phần lệ thuộc ít hơn từ phía nga và họ không muốn tập trung vấn đề này để mà giảm đi tất cả những cái nguồn tiêu thụ của quốc gia họ đối với người dân trong khi đó nga đã từng cắt bỏ khí đốt đối với mà hàng chục quốc gia trong liên hiệp âu châu trong ngày thứ hai thì họ cho biết rằng là sẽ giảm cái nguồn khí đốt đặc biệt là trong cái ống dẫn dầu qua Pipeline uh, Nord Stream Pipeline One là sẽ ta uh, uh, còn phân nửa và khoảng 20% mươi phần uh, trăm và được xem là cái ống dẫn khí đốt chính dẫn tới uh, Nga từ từ Nga tới Liên hiệp Âu Châu. Trong khi đó thì Chủ tịch của Quỹ Hội Âu Châu là bà Ursula von der Leyen đã lên tiếng và loan báo về dự định của bà. Bà khuyến cáo rằng uh, phía của Putin sẽ cắt bỏ nguồn xuất cảng khí đốt của Nga để uh, gây khó khăn cho nền kinh tế và chính trị trên toàn Âu Châu trong mùa đông năm nay và đây là điều mà một cái kịch bản mà ông Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ sử dụng và có thể sẽ có sự báo hiệu từ tuần trước. Và phát triển này khiến cho chúng ta cần phải phân tích xem là cái thiệt hại và làm cách nào đối phó. Bà đã lên tiếng phát biểu như trên. Đây được xem là lần đầu tiên Âu Châu phải tìm đủ mọi cách để mà tránh dần cái phân sự lệ thuộc của Nga. Trong khi đó thì Ba Lan đã gia tăng cái hợp tác quốc phòng và mua thêm một số những loại vũ khí từ Nam Hàn. Ba Lan đã đưa ra dấu hiệu cho thấy là họ sẽ ký hợp đồng với Nam Hàn để mua thêm một số những loại xe tăng, những loại uh, uh, hỏa tiễn vác vai và kể cả một số những chiến đấu cơ mà Warsaw cho rằng có thể gia tăng khả năng quốc phòng của họ giữa lúc mà Nga đang có cuộc chiến tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng của Ba Lan là Marius Blasrach đã cho biết trong ngày 22 tây trong cuộc phỏng vấn với lại một tạp chí tại Ba Lan. Ba Lan đã hoàn tất cái cuộc đàm phán với phía Nam Hàn là mua thêm 48 loại à, à, chiến đấu cơ hạng nhẹ gọi là FE50 và 180 cái à, chiếc xe tăng Keju và 670 à, cái loại à, gọi là đạn pháo vác vai à, gọi là K-9 và trong đó thì được sản xuất bởi các công ty của nam hàng bao gồm công ty Hyundai Rotem, à, Korea Aerospace Industry và Hanwha Defense theo tường trình của tờ báo Fan News cho biết như trên và nếu cái họp, tờ, cuộc hợp tác này và cuộc hợp đồng này uh, chính thức được thông qua thì Nam Hàn sẽ có một cái uh, dường như đây là cái bức bán về vũ khí lần đầu tiên của Nam Hàn đối với lại các quốc gia ở tại Âu Châu và với cái hợp đồng này chúng tôi đưa ra dấu hiệu gia tăng cái khả năng an ninh của Ba Lan <laughs> đồng thời gia tăng mạnh mẽ cái lực lượng quân sự của Ba Lan Ông Plaszczyk đã viết trên Twitter và việc cung cấp nhanh chóng và, và cũng như là cái kỹ nghệ này là cái điều then chốt chúng tôi cần có sự cung cấp đầy đủ và nhanh chóng. Đây là sự hợp tác về quốc phòng lần đầu tiên giữa Ba Lan và Nam Hàn. Việc mua bán vũ khí này đã được thỏa thuận với lại Bộ trưởng Đặc trách về Quốc phòng của Nam Hàn là Lee Jong-sun vào tháng 5 và gia tăng hợp tác về việc cung cấp vũ khí giữa đôi bên đây được xem là cuộc hợp tác đầu tiên giữa Ba Lan và Nam Hàn và đồng thời cũng là cái hợp đồng bán vũ khí đầu tiên của Nam Hàn qua một trong những quốc gia tại Âu Châu đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nam Hàn và của à, Ba Lan ngày hôm nay trong khi đó trở lại phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay đầu tiên hết là thống đốc Ron à, thống đốc Ron DeSantis đã nhận trên 3 triệu à, Mỹ kim tiền mà những người trả thuế giúp cho cái à, chiến dịch tranh cử của ông Thống đốc tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis đã nhận hàng loạt những cái tiền mặt khổng lồ và đã lên tiếng cảm ơn tất cả những người trả thuế của tiểu bang trong ngày thứ hai thì à, cái cơ quan đặc trách về bầu cử đã báo cáo là ông Ron DeSantis đã dẫn đầu tất cả các ứng cử viên với số tiền lên tới 3.5 triệu Mỹ Kim đã đã được công bố và à, sẽ có cái chiến dịch gọi là matching funds và trong đó thì được xem là là con số lớn hơn cả cái cuộc à, vận động bầu cử của ông năm 2018 và gần như gấp đôi số tiền của đối thủ của ông là hai thành viên của Đảng Dân chủ là cựu à, À, là người thứ nhất là ủy viên đặc trách về nông nghiệp Nicky Fray và dân biểu Charlie Christ của đảng dân chủ đã nhận được tức là số tiền ông cấp đôi cả hai người này và phía của à, Freida cho biết là họ sẽ loan báo số tiền này trong vài thập niên qua giữa các ứng cử viên cho chức vị thống đốc và trong đó có ba cái vị trí của, của nội các sẽ được mở ra đồng thời sẽ chi ra khoảng 10 triệu mỹ kim từ cái tiền thuế của người trả thuế để hỗ trợ cho các ứng cử viên trong năm 2018 đây được xem là một trong những sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Florida đối với lại vị thống đốc của tiểu bang này cùng một lượt thì cuộc thăm dò vừa được tung ra sau khi cả hai người ông Ron DeSantis và cựu tổng thống Donald Trump xuất hiện trong một trong những cái phong trào giới trẻ lớn nhất của giới bảo thủ Hoa Kỳ là Tony Point trong đó thì ông Trump đã dẫn trước ông DeSantis gần 60 điểm bản tin mới nhất cho biết sau khi mà có cái cuộc nói chuyện với lại giới trẻ bảo thủ trên toàn quốc tại Tampa Florida vào à, tuần qua thì à, đã có con số được đưa ra và cho thấy rằng cựu Tổng thống Trump vẫn chiếm à, cái à, cảm tình của giới trẻ bảo thủ nhiều hơn so với ông Ron DeSantis à, sau khi mà cái cuộc nói chuyện của cả hai người đã diễn ra ở tại Tampa, Florida. Ông Trump đạt được 78.7% so với ông Ron DeSantis chỉ được có 19%, gần như là 60% sau khi mà có một cái cuộc à, thăm dò bởi à, Trafalgar Group à, được... À, và đã được công bố trên mạng True Social của ông Trump ngày thứ hai. Trong đó cho thấy rằng là cựu tổng thống Trump đã được 78.7%, ông John DeSantis được 19%, thống đốc của tiểu bang South Dakota là bà Christine Noem được 1%, cựu uh, ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo không chấm 5% à uh, thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng uh, Cộng hòa tại Texas 0.3%, cựu ngoại trưởng của uh, Hoa Kỳ tại uh, uh, Liên hiệp quốc là bà Nikki Haley 0.3% và uh, phó uh, cựu phó tổng thống Mike Pence được 0.3%, gần như là ông Trump vẫn chưa tuyên bố chính thức. Tuy nhiên ông đã nhận được cái con số ủng hộ khá mạnh mẽ và nếu như ông Trump không ra tranh cử chức tổng thống năm 2024 thì à, cái cuộc thăm dò này cho thấy ông Ron DeSantis chiếm 87%. À, đ, Don Jr. tức là Donald Trump Jr. con trai của ông Trump được 6%, ông Cruz được 2.3%, bà Noam được 1.5%, ông Pompeo được 1%. Trong khi đó thì uh, à, cái người mà được xem là à, vừa đắc cử chức thống đốc Tây Ban của Virginia là Glenn Youngkin là được 0.8%, thượng nghị sĩ Tim Scott của South Carolina được 0.5%, bà Nikki Haley 0.5% và ông pen chỉ được 0.5%. À, gần như là à, trong đó họ cho thấy rằng là phía của cái gọi là cái gọi là khó mà đánh bại trong các ứng cử viên của Đảng dân chủ thì trong đó họ cho thấy rằng là thống đốc California là 30.3%, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama là 13.6%, bà Hillary được 10.5%, ông Bernie Sanders được 10.3%, phó tổng thống Kamala Harris 7.9% Uh, Alexandria Ocasio-Cortez, New York là 5.9%, ông Joe Biden chỉ được 4.4% mà thôi. Đây được xem là những con số mà đã được công bố bởi uh, uh, cái viện gọi là Trafalgar Summit đã đưa ra kết quả này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền Joe Biden tìm tìm cách gọi là cấp thẻ ID cho những di dân bất hợp pháp. Chính quyền của Jordan mong muốn sẽ cung cấp tạm thời cái thẻ ID cho những di dân bất hợp pháp, những người đang chờ đợi cái quyết định sau cùng trong trường hợp của họ theo tường trình của tờ Esso cho biết, các viên chức đang duyệt xét một cái chương trình gọi là pilot, trong đó sẽ giúp cho di dân có thể mướn được nhà, có sự chăm sóc sức khỏe hoặc có sự di chuyển công cộng và một số quyền lợi khác. Ít nhất hai nguồn tin đã báo với tờ báo này, chương trình này đồng thời cũng sẽ có thêm cái việc mà nói chuyện với tất cả các nhân viên công lực trong lúc mà họ đang có tiến về pháp lý để duyệt xét trường học của họ và trong cái tài khoá của năm 2023 à, dự luật trong đó bao gồm luôn 10 triệu mỹ kim dành cho chương trình này gọi là I Secure Docket Car Program và cái chương trình này là một phần trong cái chương trình gọi là Pilot Program tức là một chương trình tự động à, sẽ giúp để có thể à, những người này có thể điền những cái đơn cần thiết để à, xin cái trường học của họ trong lúc mà họ đang chờ đợi duyệt xét trường học của họ đây được xem là một trong những cái à, Ý định mới của chính quyền Joe Biden nhằm tìm cách cho những di dân bất hợp pháp vào lãnh thổ Hoa Kỳ qua ngã biên giới có thể có được cái thẻ ID hợp pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt liên quan tới Joe Biden ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ George Haley đã lên án gây gắt chính quyền của Joe Biden khi mướn một giám đốc của một công ty Big Tech để làm người trả tá trong cái nội các của ông ta thượng nghị sĩ george holly đã lên tiếng chỉ trích ông joe rin đã có thêm một à, cựu giám đốc của công ty google làm việc trong cái à, cơ quan đặc trách về không gian mạng của quốc gia tại tòa bạch ốc tờ so chỉ ra cho thấy rằng là trong ngày thứ hai thì cơ quan đặc trách về à, không gian mạng và giám đốc của cơ quan này là national cyber director đã đề danh một à, giám đốc của công ty google là Kamala Stewart Gloucester trở thành người phó giám đốc của cái cái văn phòng đặc trách về không gian mạng và làm việc trong các chương trình đặc trách về vấn đề mà an, an toàn về các nguồn cung cấp Steve Wozniak từng là một lãnh đạo của toàn cầu của xác các sản phẩm của công ty Google và là một người đã đưa ra cái chiến lược an ninh của công ty Google. Bà này sẽ bắt đầu công việc vào ngày 1 tây tháng 8 trong vai trò là phó giám đốc điều hành của cái cơ quan đặc trách về không gian, à, về kỹ thuật và kể cả về à, giám sát tất cả những hoạt động này. Joe Biden đã tiếp tục có được cái à, thúc đẩy cái việc mà phối hợp và cấu kết với các lãnh đạo của các Big Tech và các chiến binh gọi là công lý xã hội để điều hành các cái văn phòng cyber của ông ta. À, lần này chúng ta đã nhìn thấy rõ Big Tech và Big Government đã liên minh ma quỷ với nhau. Đó là lời phát biểu của ông Holly đã đã trip vào ngày thứ hai. Ông Holly trong năm ngoái đã giới thiệu một cái dự luật trong đó là tái lập cái sự trách nhiệm và cạnh tranh đối với các công ty Big Tech và ông Holly cùng với lại ông À, thượng nghị sĩ là chất grassy của đảng cộng hòa tại iowa đã kêu gọi các cơ quan an ninh nội địa hoa kỳ tức là dss phải tiếp tục chuyển tất cả những tài liệu liên quan tới cái cơ quan mà đã bị ngưng lại đó là cái cơ quan gọi đơn vị mới gọi là chống lại tin giả hay tin nhiễu để họ giám sát trong lúc mà cái cơ quan này đang nỗ lực tìm cách cấu kết đối với lại các mạng truyền thông xã hội và một whistle wistoplower đã cung cấp cho ông holly và ông crassi về những tài liệu bên trong của cơ quan DHS trong đó cho thấy là cái hội đồng quản trị này đã được quyết định bởi một nhà một trong những nhân vật rất là ảnh hưởng với chính quyền để tìm cách dập tắt cái họ gọi là uh, disinformation. Đây được xem là một trong những cái uh, tin mới nhất cho thấy là chính quyền Joe Biden đang có sự cấu kết với các công ty Big Tech để giám sát tất cả các hoạt động của người dân tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những cái trang được xem là chuyên môn chiếu phim của à, công ty à, disney là trang hulu đã bị đám à, gọi là cực tả trong đảng dân chủ chỉ trích khi họ đã không chịu phát các cái quảng cáo về à, phá thai cũng như về an toàn súng đạn công ty hulu một cái công ty mạng mà chuyên về streaming các loại phim mà công ty Disney làm chủ đã đứng trước các cái sự chỉ trích mạnh mẽ của các thành viên đảng dân chủ trong chiến dịch tranh cử và gây quỹ. Trong đó, họ đã từ chối quảng cáo cho các cái loại quảng cáo liên quan tới phá thai và an toàn súng đạn. Theo tường trình của cái viên chức của đảng dân chủ Trung ương, thông qua tờ Washington Post, thì công ty Hulu đã không trao cho biết lý do tại sao họ lại không nhận các quảng cáo nhắm vào an toàn súng đạn và ủng hộ cho phá thai gần như là đảng dân chủ đã mở chiến dịch tấn công và cho rằng Hulu đang tìm cách kiểm duyệt sự thật và à, trong đó những cái đề à, cho rằng là có những sự nguy hiểm ở quốc gia này và trong đó họ có những cái lời công kích rất mạnh mẽ với phong trào MAGA của đảng cộng hòa và dưới cái đạo luật gọi là Communication Act của năm 1934 các đài truyền hình network đã phải học phải có pháp lý và phải cung cấp tất cả những quảng cáo chính trị mà theo thường trình của cả hai bên cho biết là kể cả của đảng dân chủ và đảng cộng hòa và hiện nay thì đảng dân chủ đang chơi cái trò bịch biện tức là họ muốn quảng cáo tất cả những nghị trình của họ nhưng lại bịch biện tất cả quảng cáo của phía đảng cộng hòa và điều này Hulu đã không đồng ý và họ cũng không lên tiếng cho biết lý do tại sao họ từ chối tất cả những cái quảng cáo liên can tới súng đạn và phá thai đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay trong khi đó cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng dân chủ ủng hộ việc mà gọi là à, xóa bỏ cái hiến pháp nhiều hơn là các cử tri đảng cộng hòa một cuộc thăm dò có tên gọi là election insight vừa công bố là hầu hết các cử tri của đảng dân chủ xem bản hiến pháp của hoa kỳ là một cái căn bản gần như là đã lỗi thời so với lại các cử tri của đảng cộng hòa dữ liệu này đã được cái uh, In uh, Election Insight gọi tắt là EI uh, cho, đã đưa ra vào cuộc thăm dò vào ngày 15 cho đến ngày 18 tây tháng 7 uh, trong 3 tuần lễ trước khi mà uh, phía tối cao pháp viện đã lật đổ xin uh, quý vị ba uh, tuần lễ sau khi mà tối cao pháp viện đã lật đổ cái phán quyết Roe v. Wade với tổng số phiếu là 5 trên bốn uh, trong đó thì uh, rút cái quyền phá thai ra khỏi hiến pháp Hoa Kỳ và trong cái cuộc thăm dò này thì 23% nói rằng họ à, tự nhận là đảng dân chủ đó họ nói rằng họ không tin vào hiến pháp hay là cái bản hiến pháp vốn đã được viết ra à, thành lập từ sau năm 1776 à, cho người dân Hoa Kỳ à, chỉ có 6% người của đảng cộng hòa cho rằng là không tin vào bản hiến pháp và trong đó thì à, gần như là 46% cho rằng là một ý tưởng xấu nếu như mà tiếp tục đưa ra một cái bản hiến pháp khác so với 29% ủng hộ cho cái phương thức này, 77% nói rằng họ tiếp tục ủng hộ cho bản hiến pháp Hoa Kỳ ở ở mức độ cao hơn. Trong khi đó, 74% tin rằng hiến pháp Hoa Kỳ là một tập tài liệu tốt và cần phải giữ được cái căn bản cho tất cả và trong đó gần như là phía đảng dân chủ đã phản đối và muốn tìm cách thay đổi bản hiến pháp của hoa kỳ số lượng này khá nhiều là ở 26 ở cái mươi tuổi dưới 49 tuổi trong khi đó những người 85 phần trăm của những uh, cử tri trên 50 tuổi thì ủng hộ cho việc duy trì bản hiến pháp đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay trong khi đó thì uh, một trong những nhà lập pháp của đảng cộng hòa đã lên tiếng và nghi ngờ và yêu cầu ông bill gates tổng giám đốc điều hành của công ty microsoft là phải ra điều trần trước quốc hội về việc mà ông ta đã mua hàng loạt những cái cánh đồng của hoa kỳ và trong đó nghi ngờ là ông ta giúp cho nhà cầm quyền cộng sản trung quốc dân biểu Dusty Johnson của Đảng Hòa tại South Dakota đã gửi một lá thư cho cái quỹ ban đặc trách về nông nghiệp và chủ tịch quỹ ban này là David Scott của Đảng Dân Chủ tại Georgia yêu cầu công ty tổng giám đốc và người nhà sáng lập công ty Microsoft là ông Bill Gates là phải ra điều trần trước quỹ ban về tình trạng về tình trạng mà cái nhà tỷ phú này đã mua số lượng lớn các cái nông trại tại Hoa Kỳ Ông Gates được xem là một trong những cái chủ nhân các cái nông trại lớn nhất tại Hoa Kỳ. À, trong đó ông ta có khoảng 270.000 acre các cái à, à, đất nông trại của 19 tiểu bang và trong lá thư đã đề ra vào ngày 20 tây tháng 7, trong đó mức trung bình của à, mức trung bình của mỗi một cái à, <laughs> tiểu bang mà ông ta làm chủ à, chỉ có khoảng à, 445 acre Ông Johnson chỉ ra các dữ liệu cho thấy là cơ quan đặc trách về nông nghiệp của Hoa Kỳ và nghiên cứu về kinh tế của Hoa Kỳ thì à, tất cả những cái à, đất nông nghiệp mà ông ghép nắm trong tay ở Hoa Kỳ là một dấu hiệu cho thấy là dường như là cái à, quỹ ban này đã cố tình bỏ mặt tất cả những cái hành động của quỹ ban này và đang gây nguy hiểm cho cái tình trạng nông nghiệp tại Hoa Kỳ. À, quỹ ban về nông nghiệp cần phải à, à, và chú ý tới cái việc mà ông Gates đã làm chủ và dự tính của ông ta trong tất cả những cái đất về nông nghiệp và ông ta đã gần như đã đang làm chủ những nhiều những cái miếng đất này trên rất nhiều tiểu bang tổng cộng 19 tiểu bang. Và trong cái tweet đưa ra ngày 23 tây tháng 7 thì ông Johnson đã gọi ông Gates là một à, kẻ được xem là à, và có cái thái độ chống lại ngành nông nghiệp truyền thống Giữa lúc mà tình trạng thực phẩm trên toàn cầu đang đối diện với nguy hiểm Và nếu như ông Gates quyết định là sẽ à, xóa bỏ tất cả những mảnh đất này nếu như ông ta muốn thì điều này có nghĩa là gây ra một cân khủng hoảng lớn về lương thực trên toàn cầu ông Gates làm chủ khoảng 270.000 acre, à, trong đó gần như là bằng một cái nếu cộng lại thì nó bằng một cái lãnh thổ của Hồng Kông và gần như là nó sẽ nhỏ hơn một cái à, khu vực mà so với lại tổng cộng à, mặc dù nó so chiếm không nhiều so với 911 triệu acre đất về nông nghiệp của Hoa Kỳ, đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay đầu tiên hết là một công ty do nhà nước Cộng sản Trung Quốc làm chủ đã thắng được một cái thầu 6 triệu thùng dầu thô từ Hoa Kỳ trong cái quỹ dự trữ của Hoa Kỳ. Chính quyền của Joe Biden đã bán gần 6 triệu thùng dầu thô của quỹ dự trữ dầu thô Hoa Kỳ cho một công ty có quan hệ với nhà nước Cộng sản Trung Quốc từ tháng 9 năm 2021 cho tới tháng 7 năm nay thì bộ năng lượng đã tức là DOE tức là Department of Energy đã đưa ra ít nhất là đã đưa ra ít nhất với một cái hợp đồng phối hợp các giá trị là khoảng 464 triệu mỹ kim cho công ty có tên là Unipec America, một công ty tra, uh, trao đổi về vũ khí của nhà nước cộng sản Trung Quốc, tức là công ty uh, Sinopec và trong đó thì công ty này có quan hệ với ông Hunter Biden và ông uh, này đã đầu tư vào trong cái ngành uh, gọi là cái công ty về uh, dầu khí quốc gia của Trung Quốc và việc bán này đã lên tới 5.9 triệu thùng dầu thô từ cái quỹ dự trữ về dầu khí của Hoa Kỳ xuất cảnh qua công ty của Trung Quốc và đây được xem là một trong những cái hợp đồng mới nhất đã được công bố vào ngày 10 tây tháng 7 Ở trong đó là gần như là 950.000 ngàn thùng dầu thô đã bán riêng trong tháng vừa qua với trị giá là 113.3 triệu Mỹ kim và ít nhất là có hai cuộc bán khác cho công ty Unipet à và à, gần như là à, đã diễn ra kể từ cái khi mà ông joe biden ký và cho phép khai thác cái quỹ dự trữ chiến lược về dầu thô của hoa kỳ đây được xem là một cái báo cáo gây khá sửng sốt cho người dân hoa kỳ khi mà tình trạng giá xăng dầu tăng cao và số lượng dầu xuất cảng của ông joe biden lại lọt vào phía của công ty của nhà nước cộng sản trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và của trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay Bắc Kinh lại tiếp tục tìm cách ngăn chặn bản báo cáo của Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền tại Tân Cương. Bản tin mới nhất cho biết là Trung Quốc lại tiếp tục tìm cách ngăn chặn cái bản báo cáo của Ủy hội Nhân quyền Liên Quốc về những chi tiết và điều kiện sống của những người Duy Ngô Nhĩ và cộng đồng Hồi giáo khác tại Tân Cương. Việc này diễn ra sau khi có một lá thư à, đã được đưa ra bởi giới ngoại giao và ba, ba quốc gia đã nhận được cái lá thư này. Ít nhất theo tường trình khoản thông tấn Reuters và một nhà chuyên gia tranh đấu cho quyền con người đồng thời cũng cho biết là đã biết được cái tập tài liệu này. Trong đó, à, Nói rằng Trung Quốc đặc biệt là lo ngại về cái bản tính chất gọi là nghiêm túc của bản báo cáo này đã được đưa ra bởi bà cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc là Michelle Bachelet người đã bị chỉ trích là đã quá mềm dẻo với Trung Quốc trong cái giai đoạn của bà ta và cam kết sẽ công bố tất cả những cái bản báo cáo nhân quyền của bà ta trước khi bà ta rời khỏi cái nhiệm vụ vào ngày 31 tầy tháng 8 và trong đó thì nếu như công bố thì nó sẽ là một cái hành động chính trị và sẽ là một cuộc đối đầu ở trong khu vực nhân quyền và sẽ phá hủy tất cả tín dụng của cái cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc và gây tổn thương cho hợp tác giữa cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc và các thành viên khác ở trong cái cái cao quỷ, cái cái ủy hội nhân quyền Liên Hợp Quốc đó là một trong những lá thư mà ông phía Trung Quốc bị cáo buộc là đã gửi cho bà Bachelet chúng tôi mạnh mẽ thúc giục bà cao quỷ này không nên công bố tất cả những bản báo cáo về nhân quyền. Bà Bachelet dự tính là sẽ cập nhật cái bản báo cáo này, trong đó đang làm việc vào trong vài tháng qua, sau khi bà ta có chuyến đi tới Tân Cương vào tháng 5 và đã gửi cho Bắc Kinh và cái bản xem sơ khởi à, theo tường trình của tờ South China Morning Post, tuy nhiên vẫn chưa rõ ràng là Trung Quốc sẽ làm cách nào đã nhìn thấy được bản báo cáo của bà, trong khi những quốc gia khác thì không hề nhìn thấy. À, đây là một trong những cái à, điều mà rất là nguy, rất là đáng lo ngại bởi bà này khi mà bà ta đã có dường như bà ta đã chuyển cái bản thảo này cho phía nhà nước cộng sản Trung Quốc xem trước. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất về nhân quyền vốn đã bị trì hoãn bởi cơ quan này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của. Trung Quốc ngày hôm nay và Trung Quốc sẽ gửi thêm lực lượng quân sự của họ và xe tăng của họ tới Nga trong cái cuộc tập trận vào tháng tới. Bản tin cho biết là lực lượng PLA của Trung Quốc, tức là lực lượng lục quân của quốc gia này sẽ gửi một phái đoàn tới Nga tham gia vào một cái gọi là cái trò chơi thể thao quốc tế về quân sự của Nga lần đầu tiên kể từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine. À, và những à, nhân vật được huấn luyện bao gồm các cái à, chiếc xe tăng quân sự và các chiếc xe à, thiết giáp đã bắt đầu à, rời khỏi khu vực gọi là Menzoli ở tại Nội Mông ở Trung Quốc và phía Bắc và tiến về phía Kabaskan ở Nga và ở phía cực đông của nước Nga trong đó gần như là các cái à, truyền hình về quân sự của Trung Quốc đã chiếu những cảnh này và cho thấy rằng Trung Quốc sẽ tham gia vào một cuộc tập trận thể thao của giới quân sự trong đó thì Nga thực hiện cuộc tập trận này với tổng cộng là À, 12 quốc gia từ ngày 13 cho tới ngày 27 tây tháng 8, trong đó bao gồm luôn cả nga, iran, ấn độ, kazakhstan, uzbekistan, azerbaijan và armenia cũng như là việt nam. trong đó thì lần đầu tiên đây là một trong những cái uh, giải quốc tế mà nga tổ chức dành cho giới quân sự về thể thao. đó là bản tin liên quan tới tình hình của nga và trung quốc ngày hôm nay. cùng một lượt thì phía đài loan đã thực hiện một cái cuộc tập trận vào ngày hôm nay ngay tại thủ đô Đài, Đài Bắc lúc 1 giờ 30 cho tới 2 giờ trưa trưa ngày hôm nay. Bản tin mới nhất cho biết nằm trong cái à, cái toàn cảnh của cái cuộc tập trận Hoan Quan 38 thì cuộc tập trận ở ngay tại thủ đô Đài Bắc đã diễn ra với một cái kịch bản là Trung Quốc đã tấn công từ ở trên không vào phía bắc của Đài Loan, tức là thủ đô Đài Bắc. Và cuộc tập trận này đã diễn ra nhằm để bảo vệ và phòng thủ cho Đài Loan. Và nó đã diễn ra từ lúc 1 giờ 30 cho đến 2 giờ chiều ngày thứ hai Và cuộc tập trận này sẽ tương tự như vậy vào ngày thứ ba ở trung tâm Đài Loan. Và ngay ở phía nam của Đài Loan cũng như ngày thứ năm là diễn ra, diễn ra ở phía đông của Đài Loan. Trong đó thì phía của lực lượng quân sự Đài Loan cho biết là họ sẽ đưa ra cái kịch bản là sẽ thực hiện các cái cuộc tập trận và người dân sẽ phải ứng phó đối với tình trạng tấn công từ trên không và dội bom xuống hoặc bắn hỏa tiễn xuống các cái vị trí ở dân sự và họ sẽ phải đối phó như thế nào? Đây là cuộc tập trận lớn của Đài Loan và họ sẽ tập trận bắn đạn thật à, và đây là cuộc tập trận này đã bắt đầu lần đầu tiên từ năm 1978 à, sau khi mà ông Tưởng Giới Thạch đã trở thành cái chủ tịch của nghị viện của à, Đài Loan và nó đã liên tục trong 45 năm qua. Và hiện nay thì Bộ Quốc phòng cho biết cuộc tập trận này có nhiều kịch bản khác nhau để đối phó với tình trạng lỡ như binh sĩ Trung Quốc đổ bộ lên đảo quốc Đài Loan. Cùng một lượt trong ngày hôm nay giữa lúc Đài Loan đang có cuộc tập trận thì lại có hai chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc lại xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Bản tin từ Bộ Quốc phòng cho biết là hai chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc lại tiếp tục xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và lần thứ bảy trong tháng này chiếc thứ nhất là chiếc uh, J11 Fighter tức là Shenyang J11 Fighter chiến đấu cơ và chiếc thứ hai là chiếc gia uh, Trinh sát cơ đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng công phía nam của Đài Loan giữa lúc mà lực lượng quân sự của Đài Loan đang phối hợp với dân chúng ở tại thủ đô Đài Bắc để thực hiện cuộc tập trận ở phía bắc của Đài Loan đây được xem là một trong những cuộc xâm nhập mới nhất liên tục trong hai ngày hôm qua và hôm nay đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và cuối cùng là Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi Trung Quốc là phải tăng cường áp lực với chính quyền quân Việt Miến Điện sau khi mà chính quyền quân Việt đã cho hành quyết bốn nhà hoạt động dân sự. Bản tin mới giới cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh là phải tăng cường cái áp lực đối với chính quyền quân phiệt Miến Điện và yêu cầu quốc gia này phải gia tăng cái việc hành động trừng phạt đối với Miến Điện sau khi mà Miến Điện đã có hành động hành quyết ít nhất là 4 tù nhân trong đó bao gồm luôn cả một cựu lập pháp và một nhà hoạt động đối lập tình trạng mà quốc gia này đang sử dụng án tử hình để đe dọa những nhà lãnh đạo đối lập và những nhà chính trị đối lập là một điều không thể chấp nhận được đó là lời phát biểu của ông ned price đã đưa ra và ông nói rằng đã Chính quyền của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc cần phải làm nhiều hơn, bởi vì à, quân phiệt Mỹ Điện hiện nay đang lệ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế của Trung Quốc và chúng tôi kêu gọi các quốc gia trên thế giới phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tình trạng bất khải đối với những nhà hoạt động nhân quyền và kể cả những nhà hoạt động chính trị đối lập. Chính quyền quân phiệt Miến Điện đã gán nhãn cho bốn nhà à, hoạt động chính trị này là lực lượng khủng bố và đã cho hành quyết trong cuối tuần qua. Và điều này đã dẫn tới việc mà Anthony Blinken, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho rằng đây là hành động mới nhất đã nhắm vào cái à, những người hoạt động về nhân quyền và rõ ràng đây là một quốc gia vô luật pháp. Đó là bản tin mới nhất liên quan tới tình hình của Á Châu, Thái Bình Dương. Và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.